Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil cho biết khói do các đám cháy dữ dội tại vùng rừng rậm Amazon và nhiều khu vực đã lan tới những thành phố lớn của Brazil và một số quốc gia láng giềng. Khói từ các đám cháy bắt đầu ảnh hưởng tới nhiều thành phố lớn như São Paulo, nơi mức độ ô nhiễm đo được vào ngày 9 tháng 9 cao hàng đầu thế giới. Chỉ số bụi mịn PM2.5 tại đây cao gấp 14 lần giới hạn mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị. Những ngày gần đây, số người mắc các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi hoặc viêm xoang đã tăng mạnh tại nhiều thành phố của Brazil.